Cảm ơn bà con trở lại với miền Tây phiêu lưu nha. Thì hôm nay cũng vừa nắm được cái giá mít nha bà con, cho nên mình đi ra ngoài vườn đây sẵn quay chia sẻ bà con một số hình ảnh ở vườn mít của mình, và sau đó là cập nhật luôn cái giá cho bà con mình nắm nha bà con. Hiện tại thì cái giá mít cũng bắt đầu ổn 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 định trở lại nha bà con, thấy cũng tạm được rồi, nó đã tăng trở lại so với những ngày trước. Thì hôm nay cái giá loại 1 của bà con đã được 22 ngàn nha, cũng rất là mừng nó đã tăng trở lại, chứ không giống như cách đây 3 ngày trước là nó xuống rất là mạnh, cho nên nhiều nhiều bà con cũng hơi rất là quan tâm nha. Tại cái thời điểm này mà mít trong vườn không còn nhiều nha bà con, nhưng mà giá lại thấp nữa, nên rất là lo, bà con rất là lo. Mà nhưng hôm nay thì cũng đỡ rồi bà con, giá đầu tăng trở lại rồi nha. Với mít loại 1 là 22 ngàn nha, còn mít loại 2 là được 18 ngàn nha bà con. Mít loại 2 được 18 ngàn rồi, còn cái mít loại 3 hôm nay được 15 ngàn, cũng mừng, đó tín hiệu vui cho nhà vườn mình. Cũng còn cũng mong là cho cái giá này nó cũng ổn định nha bà con. Ở khu vực vườn của mình đây còn ít ít trái thôi, không có nhiều đâu. Giống như cái thời điểm trước đó thì mít đang có giá thì anh em sẽ có để trái lại nha, nó ra trái thì cứ để. Nhưng mà thời điểm gần đây thì anh em chủ yếu tập trung để dưỡng cây, nuôi cây là chính rồi bà con. Như đây bà con xem này, đây một vài trái anh em đã loại bỏ này. Bà con thấy chưa? Xa xa đằng kia ha. Loại bỏ trái rồi để tập trung nuôi cây ha. Bên đây này. Cái giá mít thì nó cũng vẫn gọi là chưa có ổn định nha bà con. Gọi là tạm ổn thôi, tại vì nó dao động rất là bất thường luôn. Giá rất là dao động, đặc biệt là thời điểm nhạy cảm này nữa nha bà con. Thời điểm mà hạn chế đi lại nè. Đối với một số vừa người ta cũng hạn chế tụ tập đông người á, và cái lượng mít thu vô thì cũng không được nhiều lắm nha. Tại thời điểm này thời điểm rất là nhạy cảm. Vì cái khu vực của mình nó giá thì hôm nay được 22.000. Nhắc lại bà con mình nhớ luôn nha. Là 1 là 22.000 nha. Cái loại 2 này 18.000 bà con. Loại 3 này được 15.000. Giá thì nó vẫn không chênh lệch nhiều so với thời điểm trước các bà con. Thời điểm trước thì giữa cái giá loại 1, loại 2, loại 3 nó chênh lệch tầm 10 ngàn một ký đó. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chênh lệch không nhiều lắm nha, chỉ vài ngàn thôi, 4 ngàn, 5 ngàn một ký. Và tổng cập nhật tình hình chung của mít Thái khu vực mình cho bà con mình gọi luôn nha. Hiện tại là ở khu vực của mình thì theo các thương lái đi vào vườn cắt á, thì mấy anh em có chia sẻ lại là cái lượng mít mà trái bự để chuẩn bị thu hoạch đó, thì không còn nhiều bà con. Giống như khu vực vườn của mình đây nè, cũng còn rất là ít trái thôi, lai gai chỉ nó nhỏ giọt thôi, không không có nhiều thời điểm trước. Coi như đây là cái những đợt cuối vụ ha, cuối vụ của đợt mít này rồi con, cho nên lượng trái không còn nhiều đâu. Chủ yếu là đợi những cái đợt sau này, như bà con xem đây nè, đợt sau mít đang chuẩn bị để trái đây, bà con xem nhé, khoảng một tháng hơn một tháng á là bắt đầu có số lượng mít đó thì bắt đầu nhiều nha. Còn lượng mà trái bự và để chuẩn bị thu hoạch đó thì không còn nhiều đâu, rất là ít. Nhưng mà bị ảnh hưởng cái tình hình hiện nay á thì bà con biết nha,
giá thì nó cũng bấp bênh lắm, không ổn định lắm. Đây này mà con xem những cái đợt nhỏ thế này bắt đầu chuẩn bị anh em để trái lại nha. Còn những trái lớn chuẩn bị thu hoạch thì không còn nhiều đâu, số lượng ít thôi. Tại cái thời điểm này thì giá nó không ổn định, lúc lên lúc xuống. Chứ thông thường thì giá mà cuối vụ số lượng mít nó ít thì cái giá mít nó sẽ lên mà con, tăng lên nha. Nhưng mà hiện tại thì như bà con biết nha, hạn chế đi lại thì cái giá nó không được như mọi khi đâu. Mỗi một ngày thì giá nó đã có sự chênh lệch biến động rất lớn rồi. Cho nên bà con chú ý gắng theo dõi cái tình hình cập nhật giá mít ở các địa phương để mình có cái nắm được cái thông tin mới nhất về giá mít nha bà con. Thì ở chỗ của mình á thì thương lái vẫn đi cắt, thì hôm nào mình nắm được cái giá thì mình sẽ làm những cái video cập nhật cái giá cho con mình biết. Và cái giá ở khu vực của mình là ở huyện Châu Thành, Hậu Giang nha. Đôi khi mình báo cái giá thì nó cũng chênh lệch nhau 1 đến 2.000 một ký so với những khu vực khác, thì cái đó là tình hình mỗi thương lái ở các khu vực khác nó mua giá khác nhau mà con. Thông thường cái giá ở khu vực mà Tiền Giang á, là mức giá nó sẽ cao hơn nha, cao hơn ở khu vực ở Hậu Giang mình tầm khoảng 1.000 2.000 một ký. Nhìn chung là cái giá ở Tiền Giang là mức giá cao nhất trong các khu vực nha. Còn khu ở Hậu Giang của mình á thì cái giá cũng tầm vừa thôi nha. Chung nó khu vực Hậu Giang mình như khu vực tiền Đồng Tháp, Vĩnh Long á là cái mức giá nó cũng ngang nhau ha, không chênh lệch nhiều. Cái đó là những cái khu vực như Đồng Nai nè, hay là cái khu vực ngoài Tân Công, Tân Biên ngoài á, giá nó hơi thấp rồi. Như ba khu vực là mỗi khu vực cái giá nó khác nhau á. Cao nhất là ở khu vực Tiền Giang thôi, là giá lúc nào cũng cao hơn các khu vực khác hết. Cái đó là khu vực Hậu Giang mình, giá cũng gọi là tầm trung, nó ổn định, mức giữa. Và thấp nhất là khu vực Đồng Nai nè, khu vực Tây Nguyên ngoài đấy ha. Thì mình cũng cập nhật cái giá và báo tình hình chung của mít cho bà con biết nha, đặc biệt là khu vực của Hậu Giang của mình. Đó, mít thì còn cũng ít thôi, không nhiều đâu. Đang bị ảnh hưởng của cái đợt hạn chế đi lại này nè bà con, thì cái giá cũng bấp bênh lắm nha. Lúc lên lúc xuống thì bà con nào cứ tới lúa thì cắt thôi bà con, chứ không có neo giữ được nha. Hiện tại thì cái giá này mình bán từng heo từng từng ngày luôn đó bà con. Cũng không nắm rõ được cái giá lúc lên lúc xuống đâu. Cho nên bà con nào tới lứa thì cắt rồi bà con, đừng có nên neo giữ lại ở vườn nha. Nếu mà giữ lại ở vườn mít mình bị già tới lứa nó chín thì bán sẽ càng thiệt hại thêm, nó mất cái thu nhập của mình nữa. Đặc biệt cái giá mít chợ thì nó cũng rẻ lắm nha bà con. Thì hôm nay quay cập nhật cái giá mà con mình gọi đó, nhắc lại luôn nha, là một là 22.000 nha bà con. Cái mít loại 2 là 18.000, còn mít loại 3 là 15.000 nha. Thì cảm ơn bà con mình đã theo dõi và đã ủng hộ kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Thì bên mình đang phát triển thêm một cái kênh thứ hai, đó là cái kênh Tuấn Hậu Giang nha bà con. Thì bà con nào có thời gian nhấn vào đó xem một để ủng hộ nha. Tại vì kênh của mình thứ hai đó là để tập trung vào cái vấn đề bên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nha bà con. Và những bà con nào mà có biết những hoàn cảnh nào khó khăn thì có thể
cho biết cái thông tin của những người khó khăn đó ở đâu, địa chỉ nha, để anh em có thể đến để xem xét và hỗ trợ các bà con. Thì cảm ơn bà con mình đã theo dõi nha, và luôn đồng hành cùng anh em chúng tôi. Hẹn gặp lại bà con mình trong những đoạn video tiếp theo nha, của kênh Miền Tây Phiêu Lưu cũng như Tuấn Hậu Giang nha bà con. Và hẹn gặp lại.